chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 1 tháng 11 năm 2021 về việc Lionel Messi tiết lộ ý định trở lại Barca. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Diario Sport Tây Ban Nha, Lionel Messi tiết lộ ý định trở lại Barca làm giám đốc kỹ thuật sau khi giải nghệ. Tôi thực lòng muốn trở lại Barca để giúp đỡ đội bóng bất cứ khi nào có thể. Tôi khá thích thú với việc trở thành một giám đốc kỹ thuật trong tương lai. Thế nhưng tôi không chắc mình có thể làm công việc này ở Barca hay không? Lionel Messi bày tỏ khi nhận được câu hỏi về khả năng trở lại sân Nou Camp. Lionel Messi đã phải chia tay Barca bất đắc dĩ sau 21 năm gắn bó vì đội chủ sân Nou Camp gặp khủng hoảng tài chính và không thể ký hợp đồng mới với siêu sao người Argentina. Trong buổi chia tay đội bóng xứ Catalan hồi tháng 8 vừa qua, Lionel Messi cũng nói rằng mình sẽ trở lại Barca với một vai trò mới sau vài năm nữa. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina từng chia sẻ trên tờ La Sexta hồi năm 2020 rằng mình không hào hứng với việc trở thành huấn luyện viên. Tôi không nghĩ rằng mình thích hợp để theo nghiệp huấn luyện. Tôi nghĩ mình sẽ phù hợp hơn với vai trò giám đốc kỹ thuật, tham gia xây dựng đội hình và mang về những cầu thủ mình thích hoặc đội bóng thấy cần thiết. Lionel Messi nói cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Lionel Messi còn bày tỏ hứng thú với việc sang Mỹ chơi bóng và trở về khoác áo đội bóng quê hương Newell's Old Boys trước khi giải nghệ. Hiện tại, Lionel Messi đang khoác áo PSG theo bản hợp đồng 2 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Nếu gắn bó trọn vẹn 3 năm với sân Parc des Princes, siêu sao người Argentina sẽ bước sang tuổi 37 khi giao kèo này kết thúc. Và nếu tiếp tục thực hiện thêm những chuyến phiêu lưu ở Mỹ cũng như quê nhà Argentina, có lẽ Lionel Messi sẽ chỉ trở về cống hiến cho Barca trong vai trò mới khi đã bước sang tuổi tứ tuần. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.